chùa Linh Phước. Hello, hello. Bây giờ đến chùa rồi. Chùa đẹp quá. À, quá đẹp luôn. Đâu? À, mảnh chai chứ không phải chèo chùa ve chai hả? Mẹ con chưa ăn. Đi 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 lên đây này, đi đây đây, đi lên đấy. Hả? Đi lên đấy hả? Đẹp quá, quá trời đẹp luôn. Máy xanh nha. Nhưng mà đẹp đúng không? Quá đẹp luôn. Trời ơi. Cái chuông to quá vậy. Đây là chùa ve chai à? Ừ. Chùa ve chai.
Đà Lạt. Từ nhỏ tới lớn giờ này mới được đi Đà Lạt đấy. Bố có cái nhà máy đâu, bố chỉ đi đấy dưới. Bố cái gì? Ờ tí 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 nào quay bên đó. Nhiều tượng Phật thật đẹp quá. Nhìn như thật đấy nhỉ. Ở kia ở ấy giống luôn. Không, ở không bữa cái tượng Phật mà bữa ở bên núi Cấm ấy. Thật như thật luôn. Cái này ở bên kia, cái bên kia thật, bên kia giống lắm. Quán Thế Âm. Anh ơi, sức khỏe này. Đẹp. Từng milimét luôn. Quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn á. Thank you.
Hello, 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 hello. Các bạn hello đây. Hello, hello, hello Thủy Vân. Vân không đi địa ngục đâu. Có, đi vào địa ngục, tí đi vào địa ngục. Chán. Đi xuống 18, cửa 18 tầng địa ngục. Em sợ quá, em rút cái áo anh Quang đi, em cứ quay. Khô địa ngục. Chứ đi. Em quay cái đồ gỗ này cái. Ui dồi. Đẹp quá rồi. Chờ tí coi, quay tí cho nó đẹp coi. Đây. Ở đây coi đây tí gì ơi. Chị Thu ơi. Cái này mấy ông ở đây cũng chưa thật bằng ở cái ở dưới núi Bà Đen. Núi Bà Đen là nhìn là có một ông nhưng mà nhìn thật lắm. Nhìn như thật nhờ.